Về Ramani Sikha Abadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Về Ramani Sikha Abadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Acha Về Ramani Sikha Abadang Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hành. Mu sa wa da e ramani sikha abadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayama cha pamada thana Về ramani sikha abadang samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa tôi uống rượu và các chất say. Dhimmani pañca sikkhāpadānissato kaṅkhā tvā apamādi nanacca kalaṃ sammārakkhitappaṃ. Chư thiện tín sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo, các vẫn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê và chúng con xin vâng. Sile Nisukatin danh tiết, các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sile Napokasampada, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sile Nanipotin danh tiết, các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Tasma Silang Viso Tha Dê, bởi các cái nên chư quý vị đã thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. À, thu lành thay uất tâm ăn ghê na quan đề hằng ba đà phẳng sum và ruột tâm ăn buốt thể vô khai đi tâu đâu sâu buốt thâu khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô thầm mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã quên pháp bảo cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát ta mang sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mặt tu tăng mà mang con đã vô cúi sinh tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Thế Atala Tha Soketai Ralaha Potasa Sane Ora Soke, cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thăng hoa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên, cả thải tất cả phước báo hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Chúng con xin thành kính đảnh lễ thiền tọa Pháp Thanh vừa vang lâm vào đạo tràng.
xa thu lành thai là các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng mọi điều hạnh phúc thành độ, giúp cho phiền não sớm yên trở mau giải thoát cái liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan đoàn kết tu hành, nguyện dinh tam học gia định tuệ, nguyện si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi lợi danh không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, đồng vương thần lực có mang hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ đài viên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Trang đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức thượng tọa Pháp Thanh cùng chư tôn tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên hộ trì tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Lễ Thượng Tọa Pháp Thanh cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào Vi Vinh, kính chào Vinh Quang, mến chào Sinh Thanh Hoàng, mến chào Kim Nhung. Vừa vào đạo tràng, dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắn tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng giải bài học ngày hôm nay là bài Tương Ưng Bộ Kinh Mã Phẩm Quần Tiên, 15 mã con gái Mách Chuyên Ná, và con kính tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng nhớ Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, Nam mô Ta Sa Tô Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Vì dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ
tử ai thính dự pháp từ, đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị khu dư niết bàn, rồi từ đó mà ơ mang giáo pháp hạ vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hữu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết hàng tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá, con xin được phép đọc phần chánh kinh ạ. Tương ưng kinh Samyutta Nikaya, chương 1, tương ưng chư thiên. Bốn la mã, bài 10 la mã con gái Bách Chuân Na. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tông trú ở quê Sali, Đại Lâm, tại Trùng Cát giảng đường. Rồi Chu Lá, cô Canada, con gái Bách Chuân Na, sau khi đã gần mạng, đi đến Thế Tôn, đi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên Chu Lá, cô Canada, con gái Bách Chuân Na, nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Con gái Bách Chuân Na, tên cô Cá Na Đà, nhan sắc như điện quang, nàng đã đến tại đây đảnh lễ Phật và Pháp, nói kệ lợi ích này giàu với nhiều pháp môn. Con phân tích pháp này, con nói theo ý con hiểu biết, ở đời chớ làm ác, thân khẩu ý từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bộ không lợi ích. Nam mô Bích Cha Dạ và bản chánh giác. Đang đến đây đã in thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng thọ phát thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay ạ. Sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Còn kính nhân Minh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính lễ ngài Trí Đức và chào đại đức Pháp Trang, và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều đã đọc phần chánh kinh. Trước khi vào cái thời giảng giải chia sẻ Phật pháp, thì kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, hướng về tam bảo tam lễ một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử nghiêm tịnh cần thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài diệt tận vô minh và phiền não, ngài bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi cho thầy ca chư thiên và nhân loại. Đệ tử sinh nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo.
Pháp bảo là phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể can an, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt A Giá. Giờ thì sư xin nói lại cái phần chánh kinh để quý vị có thể nắm vững. Thì cái phần trước đó, mình cũng học nó trùng tên. Cái phần thứ 9 cũng cái tiên nữ Cô Cá Ná Đa này đã đến đảnh lễ Đức Phật. Trong đoạn trước thì nàng nói lên những cái điều mà để tán thán Đức Phật. Nếu mà ai mà một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, nếu mà ai mà không có thực hành theo cái phương pháp, đi theo con đường chánh pháp thì sẽ chịu những cái sự khổ đau. Đó là cái đoạn thứ 9. Cái đoạn thứ 10 này đó, số 10 La Mã đó, thì nàng ta nói lên cái gì? Nàng ta nói lên cái điều mà mình thực hành. Sau khi mình thực hành rồi, mình sẽ đạt đến cái lợi ích tốt đẹp, đi đến những cái cảnh giới an vui. Thì nhờ có cái sự thực hành chín chắn, cho nên là nàng đã trở thành một cái thiên nữ. Cho nên là nàng mới bật lên với Đức Phật rằng: ở đời chớ làm ác. Cái đoạn này là chúng ta cần phải tìm hiểu nè. Ở đời chớ làm ác, cả ba thân khẩu ý từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, vô bổ không lợi ích. Đó. Thì đây là cái điều mà cái vị thiên nữ này đó đã thực hành và đạt được cái lợi ích tốt đẹp, cho nên nàng ta đến đảnh lễ Đức Phật và nói lên cái lời tán thán, cũng như nói về cái công hạnh của mình đã thực hành. Thì chúng ta biết ở đời thì nếu mà phàm nhân thì sống phan duyên theo trần cảnh bên ngoài, tầm cầu những cái dục lạc của thế gian nha. Rồi sao khi mà tầm cầu và đắm nhiễm trong đó, rồi những cái phiền não càng ngày nó càng được tăng trưởng bởi cái bảnh mảnh đất màu mỡ của phiền não. Những chúng sanh chạy theo hưởng thụ những cái lục sáu cái dục của thế gian, sắc thinh vị xúc pháp. Cho nên là trôi lăn trong cái sự khổ đau. Bây giờ muốn thoát ra, khi mà chúng ta hiểu biết tầm cầu, chúng ta phân biệt được, chúng ta hiểu biết được, khi mà chúng ta chạy theo những cái dục lạc của thế gian thì nó sẽ đem đến cái đau khổ. Chính vì chúng ta say mê làm theo cái sai sự của phiền não, cho nên chúng ta không phân biệt được cái nào là thiện hay là bất thiện. Mà ở thế gian thì những cái
cái bất thiện nó rất là nhiều. Mà chúng ta vô minh, chúng ta tưởng là cái pháp này nhiều người làm, à, rồi mình cũng thực hành theo, mình thực hành theo theo cái số đông, à, cho đến khi mà mình phân biệt được đó, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, nhưng mà cái trí tuệ mình còn non yếu, à, thì sao? Mình nói ai cũng vậy chứ đâu phải riêng mình tôi, à, ở thế gian này ai cũng vậy đâu phải riêng mình tôi, à, cho nên đó, là chúng ta à, bị lôi cuốn trong cái bất thiện mà chúng ta không biết. Rồi cái bất thiện này đó là từ đâu? Từ những tác ý, những cái mong muốn, những cái điều mà mình muốn làm, à, từ những cái tác ý này đó nó thể hiện qua qua thân và khẩu, à, à, cho nên đó là tất cả những cái phiền não nó thể hiện, à, qua những cái bất thiện nghiệp của thân của khẩu. Thành ra đó, cái khi mà chúng ta hiểu biết được, à, chúng ta tìm hiểu, chúng ta biết được cái nhân, à, cái nhân của khổ đau, à, cái khổ đau á, thì quý vị thấy rằng trước khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian này, à, cái thế chúng sanh cũng chịu khổ đau, à, nhưng mà không biết được cái nguyên nó từ đâu, à, mỗi người mỗi vị giáo chủ giải thích theo một cách, theo cái ý hiểu của mình, à, mà không thấy đúng được cái nhân, à, cái nhân tai hại nguy hiểm, à, cho nên đó là khi mà có bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở thế gian thì Đức Phật mới chỉ ra đó là cái nhân mà đem đến khổ đau, tức là các cái dục lạc, à, thì khi mà chúng ta thấy được, hiểu được cái nguyên nhân của khổ đau thì chúng ta sẽ phải tìm cách để thực hành, à, mình thực hành bằng cách là tránh né, à, tránh né và từ bỏ, đối trị, à, các cái phương pháp nó để nhằm làm cho các cái tham muốn, à, của dục lạc nó suy yếu đi, à, lúc đầu là mình phải dùng những cái phương pháp đối trị, à, đối trị tham, đối trị sân, rồi đối trị với những cái sự hoài nghi, sự hoài nghi về tam bảo, à, rồi, à, chúng ta dần dần, à, thoát ra những cái sự kềm chế, à, của phiền não tự bấy lâu, à, đó, rồi chúng ta từ bỏ những cái sai lầm tà kiến, à, những cái đường lối tu tập nó không có đem đến cái lợi ích, à, nó những cái phương pháp thực hành mà người ta thế gian người ta cho là cao đẹp, à, là các cái phương pháp, à, ép sát khổ hạnh, à, người ta nghĩ rằng thực hành những cái đó sẽ diệt trừ được các cái, à, phiền não và đi đến giải thoát, nhưng, à, Bồ Tát đã thực hành, à, minh chứng rõ ràng qua cái sự nỗ lực thành của Ngài suốt năm ròng rã, à, và Ngài đã thấy rằng cái khổ hạnh ép sát này đó
nó không đem đến cái sự giải thoát, cho nên ngài mới từ bỏ. Ra khi mà chúng ta biết thì chúng ta có một cái những cái phương pháp để chúng ta thực hành mà Đức Phật đã giảng dạy rất là nhiều. Nếu mà chúng ta nỗ lực tìm hiểu, suy tư, rồi khi mà chúng ta đem ra thực hành thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích. Thì quý vị thấy rằng đó, cái phiền não nó đã biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, nó ẩn tàng, nó bám níu trong cái nội tâm của chúng ta. Cái kẻ mà không tốt đẹp, phải nói là gian ác, mà chúng ta tưởng lầm là bạn thân, chúng ta sống chung, ăn chung, ngủ chung với nó, mà mình ta không thấy được cái mặt nạ, cái bộ mặt thật kinh tởm phía sau cái mặt nạ giả dối này. Mình lầm tưởng nó là người bạn tốt, nó sai sử mình, nó suối bẫy mình, nó thúc đẩy mình làm. Nếu mà chúng ta không có học, không có tìm hiểu, thiếu trí tuệ, thì chúng ta còn đi theo cái người bạn xấu của mình mà mình không phân biệt được. Cho nên khi mà chúng ta nhờ có những cái duyên lành, chúng ta hiểu biết được cái lời dạy của Đức Phật, thì sao bây giờ chúng ta phải thực hành những cái phương pháp mà... những cái phương pháp đối trị với các cái phiền não, những cái phương pháp thực hành để đem đến cái lợi ích ngay trong cái kiếp sống hiện tại. Giống như cái người thợ mộc á, họ muốn cái đồ mà chắc chắn thì có, người ta có những cái niêm, cái niêm để niêm vào những cái mộng á, cho nó chắc. Bây giờ á, mà muốn lấy những cái niêm này ra đó, thì sao phải có những cái miếng niêm khác đục để đẩy những cái này nó ra, những cái bất thiện, thì bây giờ mình phải trở lại những cái pháp thiện để đối trị. Thì Đức Phật dạy chúng ta là sao? Phải có cái sự hiểu biết. Đó, giống như trong cái đoạn cuối, từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác. Chúng ta muốn có được cái sự từ bỏ các dục thì sao? Mình phải sống với cái trí tuệ, cái hiểu biết rõ ràng, có chánh niệm tỉnh giác. Khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác, khi cái trí tuệ, cái hiểu biết của chúng ta nó rõ ràng, sáng suốt, thì chúng ta mới có khả năng đối trị các cái dục lạc của thế gian, và chúng ta phân biệt được cái con đường nào là chân chánh và cái con đường nào là phi chân, từ đó mà chúng ta sẽ nỗ lực thực hành theo. Thì Đức Phật mới dạy chúng ta phải có sự nỗ lực tu tập. Nỗ lực tu tập là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải có sự thu thúc lục căn. Thu thúc lục căn ở đây
này á, là không phải là dòng là coi như là mình nhắm mắt nhắm mũi bịt kinh bịt tai à, mà thu thúc ở đây á, là chúng ta nhìn những cái gì đáng nhìn, nghe những cái gì đáng nghe à. Nhưng cái gì đáng nhìn là gì? Là chúng ta nhìn những cái đối tượng à, nó diễn ra nó như thế nào mình nhìn như thế đó à. Mình nhìn vào cái hình ảnh à, Đức Phật cội cây Bồ Đề à, Bảo Tháp Xá Lợi à, đó thì những cái đối tượng đó để đáng chúng ta nhìn. Rồi chúng ta nhìn vào những cái người, những chúng sanh đang chịu khổ đau à, đang bị hành hạ bởi đói khát bệnh tật chẳng hạn. Đây là những cái hình ảnh tương phản ở trong cái thân ta à, chúng ta đang khỏe mạnh nhưng mà rồi sao, rồi nó sẽ đi đến khổ đau dày dò bởi bệnh tật à. Đức Phật nói là không có bất cứ một chúng sanh nào ở ở trong thế gian này mà không bệnh à, người thì bệnh thân, người thì bệnh tâm à. Nhưng mà vì chúng ta mù quáng si mê à, trong cái thời mà thanh niên à, tuổi xuân tốt đẹp à, sức khỏe tràn đầy thì mình cho là mình là không bệnh, chứ sự thật ra đó bệnh tật nó đang ngấm ngầm nó tàn phá ở trong thân mình, nhưng mà lúc đó nó chưa bộc phát mạnh ra, thành ra mình nói mình không có bệnh à. Cho nên chúng ta thấy những cái cảnh của những chúng sanh bị chi phối bởi già bệnh chết à, chúng ta suy niệm về những cái hình ảnh này để mà chúng ta thức tỉnh à, chúng ta lo tu tập à, không còn thấy à, thích thú với các cái thói quen xấu để mà hưởng thụ các cái dục lạc của thế gian à. Rồi khi mà chúng ta thấy người khác họ đang chịu đựng những cái khổ đau của thế gian, nếu mà chúng ta là cái người có sự tu tập thì chúng ta phát triển tâm từ là cái phương pháp thứ hai à. Phát triển này đều phải chịu khổ đau à, trong đó có cả bản thân chúng ta nữa chứ không phải là những người khác không à. Thành ra đó chúng ta cảm thấy thương xót cho những chúng sanh còn bị trói buộc, còn bị chìm đắm trôi lăn trong cái dòng quay sanh tử luân hồi này à. Thì không phải mình thương xót bằng cách là trời ơi mình ngồi mình nói rầu rĩ quá, trời ơi thấy người ta bệnh tội nghiệp quá à, rồi mình ngồi đó mình van xin mình khóc lóc thì nó không đem đến cái lợi ích. Mà chúng ta thương xót là làm sao, chúng ta thương xót người ta đang bị hành hạ bởi cái sự khổ đau à, bởi bệnh tật à, cái điều nào mà mình giúp đỡ được giúp người ta à, còn mình giúp bản thân mình là gì, là mình phải thực hành à, mình cũng bệnh á, mình cũng đau đớn dữ lắm đó, mình phải uống thuốc à, cái thuốc này đấy à, nếu mà cái sự khổ đau dày dò bởi bởi cái sắc quẩn bởi cái thân thì mình uống thuốc để mình trị những cái chứng bệnh ở trên thân. Mà nếu mà chúng ta bị khổ đau ở trong nội tâm thì chúng ta phải phải thực hành à, uống những cái thuốc mà để trị trị cái tâm bệnh à, là chúng ta hiểu biết à, mình phải có từ tâm với chính mình à, mình có từ tâm này, mình từ bỏ
những cái ác bất thiện pháp. Khi mà chúng ta thực, nếu mà chúng ta làm gieo những cái nhân xấu, chắc chắn mình phải lãnh cái hậu quả khổ đau. Chúng ta hiểu biết được nhân quả, nhân quả. Thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực từ trừ tuyệt các cái ác bất thiện pháp. Mà khi mà chúng ta diệt trừ những cái ác bất thiện pháp này, thì sao? Thì chúng ta sẽ có được cái những cái tác ý thiện lành tốt đẹp. Mà từ ở trong nội tâm của chúng ta được tốt đẹp rồi đó, thì cái thân và khẩu nó cũng được tốt đẹp. Cho nên á, cái phương pháp mà để chúng ta thanh lọc tam nghiệp là chúng ta phải, thứ nhất là mình phải biết biết tự thương mình, mình tránh xa những cái ác bất thiện pháp, gìn giữ không phạm các cái giới mà Đức Phật đã dạy. Rồi thì sao? Chúng ta phải cố gắng mà luôn luôn cẩn trọng xem xét cái quán sát cái nội tâm chúng ta, những cái tác ý nào mà không tốt tệ đẹp chúng ta phải trừ tuyệt, không để cho nó sanh khởi ở trong cái nội tâm chúng ta. Những cái thiện pháp chúng ta tạo điều kiện cho nó sanh khởi, những cái tác ý thiện lành mình phát triển, mình làm cho nó thật mạnh mẽ đó. Thì khi mà chúng ta sống dưới cái tâm từ đó, chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, vì chúng ta sợ các cái ác bất thiện pháp, hổ thẹn những cái tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, chúng ta thương xót người khác thì chúng ta phải thương xót chính mình. Mình có tâm từ với người khác, mình thấy người khác khổ đau, mình thấy tội nghiệp, thì khi mà chúng ta thức tỉnh, chúng ta cũng thấy tội nghiệp chính chúng ta. Trong quá khứ mình cũng đã gieo nhiều những cái không tốt đẹp, cho nên bây giờ mình cũng bị hành hạ bởi khổ đau bệnh tật, khổ đau trong đời sống. Cho nên khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta phải có tâm từ với chính bản thân mình, rồi có tâm từ với tất cả chúng sanh xung quanh. Thì sao? Mình làm những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi cả hai. Rồi nhờ có cái sự thực hành, nhờ có cái sự thực hành dần hồi thì cái trí tuệ chúng ta nó tăng trưởng. Chúng ta dần dần cái sức mạnh của trí tuệ nó có đủ khả năng để mà đối trị với những cái tham ái, sân hận, ngã mạn. Thì lúc đầu á, mình tập dần dần, rồi mình cố gắng mình tránh xa nó. Lúc đầu là mình phải né tránh, rồi mình đè nén các cái những cái tham muốn này, đó. Đến khi mà chúng ta đạt được những cái thánh đạo thánh quả thì tùy theo các cái tầng thánh mà nó có những cái sự diệt trừ những cái phiền não từ thấp tới cao. Sơ đạo sơ quả thì diệt trừ ba cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Rồi từ những cái phiền não, những cái hạ phần
À, dần 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 nếu mà chúng ta tạo các pháp độ và nỗ lực tu tập tốt đẹp, mạnh mẽ, miên mật, thì chúng ta sẽ từng bước đạt đến những tầng thánh đạo cao hơn. Đó. Rồi chúng ta tiến đến cái sự mà diệt trừ, diệt trừ những cái tha mái, sân hận phiền não, ngã mạn. Thì do cái sự nỗ lực thực hành từ những cái pháp bình thường, những cái pháp mà như Đức Phật dạy, là nhờ cái lúc đầu chúng ta phòng hộ các căn, thu thúc á. Bây giờ nhiều khi mình đi ra đường bây giờ bụi bặm luôn, bụi có thể làm cho chúng ta bị bệnh tật. Thì nó có, bây giờ nó quý vị thấy rất là nhiều cái phương tiện, thí dụ như bây giờ mình đi trên đường mà bụi nhiều quá, mình có thể mình đeo khẩu trang để ngăn cản các cái bụi, mình có thể đeo mắt kiếng để nó che bớt những cái bụi bặm có thể xâm nhập vào trong mắt mình. Pháp mà Đức Phật dạy là thu thúc lục căn ở đây đó, là chúng ta ngăn cản cái thấy của mình, thấy những cái điều, rồi mình thấy, mình biết nó như thế nào, biết như thế nó thôi. Mình kiềm chế, mình đừng có để những cái ngã mạn nó sanh lên, rồi nó so sánh thích không thích, tốt không tốt, đáng yêu hay là đáng ghét, thế này thế khác đó. Rồi sao, chính cái những cái sự mà mình không khéo thu thúc nè, không khéo như lý tác ý, thì đau khổ nó sẽ phát sanh. Còn nếu mà mình khéo thu thúc, có cái niệm, cái tuệ, là giống như cái sự bảo vệ, mình thấy đúng cái thực tánh của đối tượng, thấy chưa? Thì tà kiến, sai lầm, ngã mạn nó không sanh khởi. Thì khi mà mình thấy đúng thực tướng đó, thì sao, mình đã diệt trừ vô minh. Chính vô minh mới diễn hành, mà vô minh diệt diệt phiền não, ngăn ngừa qua các căn. Khi mà mình có có cái khẩu trang, có cái mắt kiếng, thì như vậy mỗi tập sẽ có cái sức khỏe tốt đẹp. Cho nên là Đức Phật mới dạy là chúng ta luôn luôn là phải phòng hộ các căn của mình. Rồi sao, chúng ta phải những cái suy nghĩ, những cái tác, khi mà cái tác ý không đẹp, những cái tác ý làm hại người, thì như vậy mình kịp thời mình dập là cái phương pháp phòng hộ, là cái phương pháp tự. Khi mà thì bộ dục lạc thế gian, những cái sắc
thinh cũng tạm thời nó bị lắng dịu. À, tại vì khi mà chúng ta nỗ lực gìn giữ cái chánh niệm tỉnh giác ở trong nội tâm chúng ta, à, chúng ta có để cho cái tâm chúng ta đi chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. À, khi mà đối tượng nó sanh lên như thế nào mình biết rõ như thế đó, à, mình không bám níu, mình không xua đuổi, à, mình không so sánh, à, mình không thích hay là không thích, à, mình không chấp thủ hay là xua đuổi nó. À, mình biết đối tượng nào đó cũng do duyên, nó sẽ tan rã, à, nó sẽ diệt theo cái định. À, tất cả đối tượng là đối tượng, không có đối tượng nào là tốt mà cũng không có đối tượng nào là xấu. À, khi mà mình thấy giới tỉnh giác đầy đủ thì mình sẽ thấy rõ ràng đối tượng, không còn thấy qua cái chế định bục đế của thế gian nữa, thì nó sẽ không sanh khởi. À, thì khi mà giả mà nỗ lực tu tập có chánh niệm miên trong đời sống, thì sao sáng trí tuệ ngày càng mạnh mẽ. À, niệm này không phải trí tuệ hiểu biết rõ ràng, là trong đời sống, trong sinh hoạt, à, trong mỗi cái bước đi, mỗi khi mình nói mình làm, thì cái chánh niệm mình đủ sức mạnh để đối trì với các cái phiền não. Rồi có khi các cái chi thiền, mà nhất là hỷ và lạc, khi mà hai chi thiền này đủ mạnh mạnh mẽ thì nó cũng có cái khả năng, à, chế ngự những cái bệnh tật. À, cho nên đó là cái khi mà một cái vị hành giả, nếu mà chúng ta nỗ lực thực hành, à, những bệnh thông thường chứ còn những cái bệnh mà bệnh nặng là cảm rồi sơ sơ đó, thì chúng nó sẽ có khả năng giúp để cho mình vượt qua được, mà cái người hành giả sẽ đạt được. Rồi nhờ có cái sự nỗ lực thực hành, à, tốt đẹp như vậy đó, tầng thánh. À, nhưng chúng ta sống một đời sống cũng có sự an tịnh, à, an tịnh trong trong thân, an tịnh trong tâm. À, mình các cái pháp mình chưa đủ, nhưng mà mình đúng theo cái thực hành các cái thiện pháp, rồi
có sự nỗ lực thực hành gìn giữ cái niềm cái tuệ suốt thì sao? Thì ngay khi mà niệm tuệ đầy đủ thì như vậy là phiền não vắng mặt thì chúng ta sẽ có sự an vui chúng cái hạnh phúc an vui này nè nó có nghe liền mà không phải giải thoát, đây là hoàn toàn nó tạm thời mà nó tạm thời giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát mình ra khỏi những việc não, cái trói buộc, cái khống chế, cái sai sự của phiền não cho nên á, mình đừng có muốn một bước mà mình giải thoát liền. Bây giờ mình phải giải thoát từng chút từng chút từng chút nè. Mỗi sát na, mỗi giây phút mà mình có thì lúc đó là chúng ta được giải thoát. Mỗi giây phút, mỗi sát na mà mình khống chế lúc đó trong nội tâm mình tham sân nó sinh khởi, thì lúc khổ đau bách nó thiêu đốt. Khi mà mình có niệm tuệ đầy đủ sát na nào, giây phút nào, thì lúc đó chúng ta tạm thời chúng ta tạm thời giải thoát lúc đó là mình đạt được cái còn cái vấn đề mà mình ráng mình nỗ lực thực hành phải nhờ cái sự nỗ lực tu tập không mình ráng mình chánh niệm kéo dài, lúc đó nó mới có đủ khả năng để mà cắt đứt cái phiền não, nó mới giải cái thoát hoàn toàn. Còn nhiều khi mình làm, mình thực hành rồi mình nghĩ trời ơi tu khó quá, gìn giữ mà cái chánh niệm trí tuệ cho nó mệt mỏi quá, khó khăn quá. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình cố quá, mình cố gắng quá thì đâm ra nó mệt mỏi. Nhưng mà đâu có cần gì mình phải cố gắng quá sức. Mình cứ làm bình thường thôi. Từng bước, từ từ. Ví dụ mình làm, mình hay biết đang làm cái gì thì mình biết cái đó. Đang lái xe, đang làm cái công việc ở trong nhà, đang làm cái gì biết rõ cái đó, đang đọc sách, đang nghe pháp, xem kinh chẳng hạn nha. Rồi khi mà chúng ta có cái sự tu tập như vậy đó là mình gìn giữ từ từ chứ không phải là mình cố gắng quá mức. Khi tại sao mình cố gắng quá mức? Tại vì mình mong cầu là phiền não thì nó sai rồi. Cho nên đó, khi mình mong cầu quá rồi mình kềm chế cái nội tâm mình nó quá mức, cố gắng quá mức thì sao? Mình không đạt được gì hết. Rồi đó, mình chán chường, mình mệt mỏi, mình uể oải.
mình chạy với cái tốc độ vừa phải. Còn này mình chạy coi như là hết mức, công sức không được quá mức, thở đầu cái mình không đạt được gì hết, mình chán chường, chán nản, bỏ dở, à mình không không tu tập nữa đó. Thành ra là nó cũng là một cái chướng ngại. Khi mà chúng ta nỗ lực thực hành, à, chúng ta có được sự an vui, à, thì chúng ta niềm tin phiền não nó sanh khởi, à, mình biết mình đem nó trở về, à, đừng có bực bội, đừng có khó chịu, à, thì lần hồi mình nó mình càng thấy rõ. À, lúc đầu khi mà mình thực hành á, là cái niềm tin của mình đối với cái lời dạy của Đức Phật, đối với giáo pháp, đối với chư tăng có rồi, nhưng mà nó chưa có vững. À, mà khi nào mà trí tuệ rồi kinh nghiệm tu tập của mình ấy, nó càng nhiều phân biệt rõ ràng danh là như thế nào, sắc là như thế nào, nó sanh diệt ra sao, rồi nhân cái danh nó sanh là sao, à, rồi nhân của sắc nó sanh là sao, mình hiểu biết biết rõ ràng. Mặc dù quý vị chưa đạt đến, nhưng mà những cái kinh nghiệm này nè, mà quý vị đạt được rồi đó, thì cái niềm tin đó, theo cái lời dạy của Đức Phật, à, càng mạnh mẽ hơn. À, nhờ đó mà càng ngày cái niềm tin nơi Tam Bảo nó càng cực củng cố vững vàng. À, thì chính khi mà cái nỗ lực tinh tấn càng càng nhiều hơn, mà đầy tròn đủ những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta thực hành, à, những điều nào Đức Phật dạy chúng ta thực hành, chúng ta phải thực hành, à, đầy đủ rồi, những cái điều nào Đức Phật dạy mình phải tránh xa, mình cố gắng mình tránh xa, đè nén, à, đi đến làm cho những cái phiền não suy yếu, à, thì chúng ta luôn sống trong tâm á, thì sao, chúng ta có hỷ lạc, à, khi mà có hỷ lạc rồi á, thì sao, à, mình sẽ hoan hỷ trong pháp hành, à, của mình, à, mình hoan hỷ với cái sự nỗ lực thực hành, mình thấy được cái lợi ích ngay trong hiện tại. À, bây giờ á, giây phút nào mà chúng ta, à, sống trong tỉnh thức, à, hiểu biết rõ ràng, tâm mình nó phóng dật, nó chạy theo trần cảnh bên ngoài, à, thì khổ đau. À, khi mình phân biệt rõ ràng vậy đó, thì khi mà chúng ta có được cái nội tâm quân bình tịnh, thì chúng ta thấy rất là hoan hỷ, à, với cái sự thực hành của mình.
Chính nhờ những cái kinh nghiệm này đó, trong ngày, trong hiện tại đó, thì đó chính là những cái hoan hỷ để chúng ta nỗ lực tinh tấn thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đó là những cái phước báo của hành giả áp dụng Phật, hưởng được ngay trong đời sống hiện tại này, đem đến một cái thân tâm được an tịnh, và chúng ta có một cái trí tuệ sáng suốt, thì chính nhờ hỗ trợ nha. Nếu mà cái tâm mà nó sáng suốt thì cái thân nó cũng mạnh khỏe, mà nếu mà cái tâm mình mà khi mà chúng ta gìn giữ vậy á, cái thân nó khỏe mạnh thì nó sẽ hỗ trợ cái tâm nỗ lực tinh tấn thêm. Thành ra đó, giữa thân và tâm, khi mà chúng ta đi vào thực hành, chúng ta sẽ thấy rõ nó hỗ trợ lẫn nhau một cách tốt đẹp, mạnh mẽ. Từ đó mà chúng ta sẽ cố gắng những cái thiện sự theo lời Đức Phật dạy. Thì qua cái đoạn thứ 10 này, và cũng là cái đoạn cuối của cái chương 4, Phẩm Quần Tiên, thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm của Đức Phật, để quý vị có sự nỗ lực thực hành, giống như cái vị thiên nữ này, nhờ có cái sự hiểu biết, rồi tránh xa không làm những cái điều ác, rồi có sự nỗ lực gìn giữ thân khẩu ý, ngăn ngừa từ bỏ những cái dục lạc của thế gian, phát triển cái niệm tuệ hay là chánh niệm tỉnh giác, tránh xa những cái phương pháp thực hành không có đem đến cái lợi ích. Nàng ta đã đi đến cái cảnh giới chư thiên an vui, có được cái dung sắc thù thắng, và nàng đã đến nói lên tán thán Đức Phật và nói lên cái sự thực hành của mình. Thì qua đó là cái phần cái ý chánh trong cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể Quan Âm, kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết, để chúng ta nỗ lực thực hành đem đến một cái đời sống quân bình an vui, trong thân trong tâm ngay trong hiện tại, và có một cái niềm tin nỗ lực thực hành để đạt đến giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả quý vị đầy đủ sức khỏe, đầy đủ niềm tin để nỗ lực thực hành, và cầu mong chư thiên hoan hỷ với các cái thiện sự, cầu mong chúng sanh an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ xin cung thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ, cùng thảo luận thêm về cái đề bài bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin cung thỉnh cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, sa thú lanh thai, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Thọ Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Đạo tràng kính thỉnh sư dùng đất nước ở tỉnh thất
Hiện hữu, nhà sư nghỉ ngơi một chốc lát bạch sư. Dạ, con xin đỡ mít. Nhà dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng. Dạ, vị nào trong cái bài giảng của sư có vị nào thắc mắc điều chi không? Chuẩn bị tinh thần, đưa câu hỏi, đưa bàn tay đi. Nguyên Trang nè. À, hôm nay Nhật Bình khám phá được cái đích quan thanh hả, phải không? Quan thanh hay quảng thanh, Nhật Quỳnh khám phá được cái nick này rồi. Mấy bữa Nhật Quỳnh thấy cái nick quan thanh nha, Nhật Quỳnh tạm gọi nha, nếu mà có sai thì chắc lên giùm. Nhật Quỳnh thấy ra đánh lệ và là sư phụ nên là Nhật Quỳnh mò mẫm tìm được rồi, tìm được nguồn gốc. Dạ, rất là xa thú. Dạ, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu đi. Quang thanh, phải không? Hay là quảng thanh? Hay là sát lên giùm Nhật Quỳnh đi. Cảm ơn Chim Nhung. Dạ, khám phá được á. Dạ, khám phá. Rất là vui. Cảm ơn Thanh Hoàng. Nhưng mà bây giờ chắc là nít này còn mới mẻ quá, chưa có dám nhúc nhích gì hết á. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy nè, trước máy là có Kim Nhung nè, có Thành Hoàng nè, rồi Nguyên Trang có ở đây đây hay không, hay là đang nấu cơm, rồi Vinh Quang nè, Thiện Vũ nè, Xà Thủ, rồi còn ai nè, còn Vinh Văn Nhật Hà nữa nè. Dạ, kính mời bàn tay quý vị. Dạ, thôi bây giờ mời Thành Hoàng đi nha. Mời Thành Hoàng coi có thắc mắc cái điều gì không, hoặc là có ý nghĩa nào chia sẻ coi, có cho nó sáng tỏ cái bài học này hơn nha. Rồi Thành Hoàng nha. Alo, alo, bàn tay đâu mất tiêu rồi. Đến lần sau. Chim Nhung có trước máy không? Chim Nhung có nhiều cái mà thắc mắc rất là hay nè. Chim Nhung có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Chim Nhung ơi. Rồi, mời Chim Nhung nè, để cho sư dùng ly nước với lại sư nghỉ chút xíu. Rồi, mời Chim Nhung. Dạ, alo ạ. Alo, alo ạ. Dạ. Cảm ơn chị Mít Ta, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn đạo tràng cho em biết tín hiệu đã nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Trang, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh, kính đảnh lễ các quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Con thấy qua cái bài học mà Ngài Pháp Thanh giảng giải, con thấy là nội dung bài học cũng giống như là đang nhắc nhở mình là mình phải sống tốt hơn. Trong cuộc sống của mình nó cũng còn có nhiều cái chưa được tốt, mình còn nhiều cái sai phạm vô tình nên là nó cũng chưa có tốt. Thì con thấy là mình phải cố gắng hơn nữa, càng ngày càng cố gắng để cho cái tâm mình nó được nhu nhuyến, nó được Pháp Thanh Hoan Hỷ giảng cho con về cái phần mà về cái thân kiến đó, thưa Ngài, là làm sao để mình thấy được, mình phải thấy được mình thấy được cái bản ngã của mình. Mình làm sao mình thấy được cái sắc có trong tôi có sắc có trong tôi có trong sắc. Sắc là tôi là sắc. Mình phải hiểu được chính mình để mình không có
dính vào cảnh cảnh năm cảnh trần, và mình thấy được các uẩn đều là vô ngã, để mình không có dính mắc vào những cái hình thức bên ngoài, mà mình phải, tức là mình phải tu tập như thế nào đó để mình phải hiểu rồi mình mới tu tập về cái phần mà thân kiến với bản ngã, rồi 12 cái bốn cái sắc thái đó nhân với năm uẩn để ra 20 cái kiến, thì con chưa hiểu cái phần này. Con xin ngài từ bi hoan hỷ giải thích giúp con để con hiểu hơn cái phần ạ. Dạ con kính tri ân ngài, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức, kính chào quý Tùng nữ và quý Phật tử. Khi mà cái người phàm nhân chúng ta chưa học hiểu, chúng ta có cái nhìn sai lầm, có cái nhìn sai lầm trên cái thân này. Cho nên nó là mình cho là của tôi, mắt của tôi, miệng của tôi, suy nghĩ của tôi, tôi muốn, luôn luôn là chúng ta có cái sự đồng hóa, nhân cách hóa đối với các cái điều kiện mà nó sinh khởi. Nhưng mà sự thật ra đó, phía sau những cái pháp này đó, hoàn toàn không có cái tôi. Mà quý vị muốn thấy được thì sao? Mình phải tập trung. Tại vì hồi đó giờ cái tâm mình nó lang bang, nó chạy ra theo trần cảnh bên ngoài. Mình không có hay biết, mình không có nhận thức, không có thấy rõ được nó. Bây giờ mình muốn thấy rõ được sao? Mình phải có cái tập trung vô. Ví dụ như bây giờ ban đêm mà quý vị muốn nhìn rõ một cái vật gì, thì phải có cái đèn, nó tập trung, nó soi vô ngay cái đối tượng đó, ngay cái vật đó, thì mình mới thấy, thấy không? Giống như những cái người mà thực hành trong phòng thí nghiệm, khi mà người ta quan sát một cái mẫu vật gì, hay là hoặc một cái người ta muốn thấy rõ con vi trùng, con virus gì đó, thì sao? Người ta phải có những cái dụng cụ, có những cái đèn, có cái đèn rọi vô ngay cái vật đó, rồi phải có cái kính, kính hiển vi đủ sức, thì mới mới thấy được cái đối tượng đó. Cũng vậy, khi mà chúng ta còn phàm nhân, chúng ta thấy một cách cạn cợt, thấy bên ngoài, thấy theo cái tục đế, người nam, người nữ, người đẹp, người xấu, đáng ưa thích, đáng chán ghét, thế này thế khác, nó qua một cái lăng kính, cho nên đối tượng nó bị méo mó đi, nó không còn như tính chất thật của nó nữa. Cho nên là sao, là ngã mạn, tham lam nó sinh khởi, phiền não nó dấy động, nó phát sanh. Thành ra đó, khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải dùng cái vipassana, hay là minh sát tuệ, hay là thiền tuệ. Lúc đó đó, chúng ta tập trung cái trí tuệ của mình, nhìn đối tượng, nhìn một cách là xuyên thấu. Mình thấy sắc
là cái gì? Là những thành phần vật chất, đất, nước, lửa, gió nó hợp thành. Rồi danh là cái gì? Danh là tâm hay là sự hiểu biết? Biết đối tượng. Đó, vậy thôi. Chúng ta đừng động quá là tôi biết. Tại vì cái biết, cái nhận thức này đó, nó không có một người ở trong cái nhận thức này. Không có hay biết của một người ở trong cái này. Chúng ta lầm tưởng là tôi hay biết, tôi suy nghĩ. Tôi làm. Cho nên là chúng ta cứ dính mắc vào những cái sai lầm này. Rồi khổ đau. Rồi sao? Bản thân mình. Rồi sao? Rồi mình đến những cái vật xung quanh. Tài sản tôi, con tôi, nhà của tôi, xe của tôi, bạc của tôi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy qua cái thực tế, xuyên thấu qua bản chất những cái chế định bên ngoài, thấy được rõ cái chân tướng thực tính của đối tượng, mà muốn thấy được á, thì phải dùng trí tuệ. Bây giờ á, quý vị phải tập trung để mới thấy được. Giống như tôi nói là muốn thấy là phải tập trung cái ánh sáng để mình mới thấy rõ được. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi thì nhắm mắt lại. Rồi khi sau khi mà cái tư thế ngồi yên an tịnh rồi đó, quý vị để yên đó, khoan thở vô thở ra vậy đó. Ngồi yên xong rồi đó, chừng 1-2 phút là bắt đầu nó khó chịu, bức bách, bắt buộc mình phải thở vô. Hoặc là nếu mà hồi nãy quý vị dừng ngay cái điểm mà thở vô rồi, bây giờ nó bắt buộc quý vị phải thở ra, mình không muốn cũng được nữa. Đó, cái đối tượng này là dễ thấy nhất, tại vì nó là vật chất, nó là thô. Thì mình mới thấy rằng á, cái hơi thở của mình nè, mình đâu điều khiển được. Bây giờ á, mình không muốn thở vô, nó cũng bắt mình thở vô. Thở vô rồi mình không muốn thở ra, nó cũng bắt mình thở ra. Để gì? Để mình thấy được cái nhỏ nhất ở thân cận bên mình nhất, dễ thấy nhất. Đó. Mà mình còn không điều khiển được nó. Làm sao mình điều khiển những cái khác? Không. Từ đó mới mình thấy. Rồi. Khi mà chúng ta phân tích nó ra, bây giờ cái thở vô thở ra là cái gì? Cái sự chuyển động của vật chất, của không khí. Rồi cái gì biết, cái gì nhận thức được là cái chuyển động này? Là cái tâm, là danh. Tâm hay danh là luôn luôn nó biết đối tượng. Vậy thôi. Nó biết, nó nhận thức cái chuyển động đang diễn ra. Lúc đầu mình còn tạm thời mình dùng chế định chút để nó dễ hiểu.
À bây giờ á, biết cái tâm nó biết đối tượng là cái chuyển động của hơi thở vô. À rồi một lát á, cái tâm nó nhận thức, nó biết cái chuyển động của hơi thở ra. À khi mà chúng ta biết như vậy đó, chúng ta phải quan sát ở đằng sau cái biết này á, có người nào không? Không có. À cái biết nó đi sanh khởi lên do nhân, do duyên, do cái tác ý nó sanh khởi, mà cái chuyển động nó dài và diễn ra rõ ràng. Khi mà mình ngồi yên có một cái sự bức bách khó chịu, cái tác ý muốn thở vô và cái sự bức bách khó chịu muốn thở ra, thì cái này là cái diễn trình của danh và sắc. Nếu mà có tôi có ta thì bây giờ tao muốn mày không có thở vô, tao muốn mày không có thở ra, mình phải điều khiển được nó thì mới nói là của tôi, có tôi. Còn giờ mình đâu điều khiển được gì không đó. Thành ra đó, chỉ cần mình nhìn rõ ràng một cái đối tượng, cái đối tượng này là nó là vật chất, nó thô để mình dễ thấy được. Thì khi mà mình thấy được một đối tượng này với tính chất của trí tuệ, à rồi mình nhìn sâu hơn cái tính chất của nó với tính chất chân đế, tức là gì, là danh và sắc. À danh và sắc, thân và tâm, à nó chỉ diễn ra theo cái định luật của nó, định luật nhân quả, à sanh diệt. À hả, thành ra khi mà mình thấy được như vậy rồi á, lần hồi mới sai lầm. Mình diệt trừ cái chữ tôi đi, à cái danh nó biết chứ không có tôi biết, cái tâm nó biết đối tượng, à cái tâm nó biết, không có cái tôi ở phía sau cái biết này. À tại vì cái biết này nó sanh rồi nó diệt, nó sanh rồi nó diệt. À đối tượng cái chuyển động của không khí nó cũng sanh rồi nó diệt. À tôi không có điều khiển gì được nó hết, bởi nó không phải cái hơi thở, cái chuyển động không phải là của tôi. Đó. Thì khi mà mình thấu triệt rõ ràng một cái đối tượng này nè, mình sẽ hiểu biết được những cái đối tượng khác. À mình biết rõ được chính mình, bởi vậy Đức Phật mới dạy là quán sát, vị hành giả quán sát nội thân. À mỗi cái gì diễn ra ở trong cái thân của mình biết. Rồi ngoại thân, ngoại thân là những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi, là mình biết các cái diễn trình sinh hoạt của danh. À mình hiểu biết rồi, mình quan sát cả trong lẫn ngoài, à nội thân ngoại thân. À nội thân là những cái tác ý, à những cái để nó điều khiển cái thân này. Nha. Thành ra đó, khi mình biết vậy thì mình sẽ diệt trừ được cái thân kia. À, còn quý vị học à phân tích, nhưng mà rồi quý vị không có đi vào cái thực hành thì quý vị sẽ không có biết rõ. À, mình chỉ biết trên cái trí văn thôi. Giống như những cái nhà mà khoa học y học, à người ta thấy được, người ta phải áp dụng những cái phương pháp thực tế, à để đem đến những cái kinh nghiệm, à
Còn nếu mà mình học trên kinh điển mà mình không áp dụng vào thực hành thì chúng ta sẽ thấy trên cái cạn cờ, cái bên ngoài thôi. Cho nên á, là khi mà chúng ta cái ehipasiko, cái tính chất của pháp bảo là đến để mà thấy, chúng phải học không, nhờ có học, có hiểu biết, có nghiên cứu rồi đi vào thực tế á, chúng ta mới thấy được cái bản chất, cái chân đế của đối tượng. Chúng ta mới vượt qua được những cái vỏ bề ngoài, những cái chế định, những cái tục đế thế gian. Thì khi đó mình mới diệt trừ được cái thần kiến. Mình không còn sai lầm là tôi suy nghĩ, tôi làm, tôi muốn, không? Hay là cái gương mặt này là gương mặt của tôi nè, của tôi, mình trừ được cái chữ tôi đó là cũng rất là gian nan chứ không phải dễ đâu. Cho nên á là chúng ta phải có sự nỗ lực dùng cái trí tuệ để thấy được. Hồi xưa giờ mình thấy đối tượng có một cách, mình thấy trên cái vẻ bên ngoài. Còn bây giờ nếu mà mình dùng cái sự quan sát với trí tuệ thì mình thấy được đối tượng bằng nhiều cách. Mình thấy được đối tượng trên cái tính chất sanh diệt hay là vô thường, nó luôn luôn nó thay đổi. Vì mình thấy được cái đối tượng trên cái tính chất nhân quả, do duyên nó sanh rồi do duyên nó diệt, rồi luôn luôn danh và sắc nó đi vậy nha. Tác ý sanh khởi chuyển động diễn ra, chuyển động sanh, chuyển động diệt, thì cái danh quan ghi nhận hay biết cái đối tượng này nó cũng diệt. Thì khi mà mình thấy như vậy đó là mình thấy đối tượng với trí tuệ qua nhiều cách, thấy nó trên tính chất là danh sắc, thấy tính chất là luôn luôn thay đổi vô thường, và thấy trên tính chất nhân quả do duyên, chứ hoàn toàn không có một người nào điều khiển. Thì từ đó mình sẽ loại trừ được cái tôi ở trong cái ngũ quẩn, mà mình thấy rõ ràng được cái sắc thì mình sẽ hiểu biết được cái danh. Trong cái danh là gì? Tâm rồi thọ tưởng hành thức đó. Chỉ cần mình thấy rõ được một đối tượng thì mình sẽ thấy những cái đối tượng khác nó cũng tương tự như vậy. Những cái cảm giác này mình không điều khiển được nó, nó thoải mái, nó đau, nó tê, nó nhức là do duyên, do nghiệp của nó. Nó sanh, nó diệt, chứ không phải nó luôn luôn là trường tồn mà mình không điều khiển gì được nó đó. Rồi các cái hành cũng vậy, có lúc thì hành thiện, có lúc thì hành bất thiện. Cái lúc mà cái bất thiện nó sanh khởi, giờ mình muốn hành thiện nó cũng được. Mà cái lúc mà mình muốn điều khiển cái hành động mình cũng chưa chắc được. Có nhiều khi quý vị thấy rõ ràng, mình muốn làm nhưng mà do cái tâm mình á
suy nghĩ một vấn đề nào đó, thành ra cái hành động của mình nó cũng cũng không đúng đó. Thành ra đó mình thấy là mình không có điều khiển gì được hết à, từ đó mà mình loại trừ cái tà kiến sai lầm là tôi là của tôi à, cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy giá. Kim Nhung đã kính tri ân Ngài. Và Nguyên Trang nữa, Nguyên Trang cũng xa thủ, Nguyên Trang xa thủ đưa bàn tay lên. Dạ, nhà Thanh Hoàng cũng xa thủ. Nguyên Trang đâu rồi? Xa thủ đưa bàn tay lên. Nghe Ngài giảng sao mà hay quá mà xa thủ. Đưa bàn tay lên, đưa bàn tay lên. Dạ, Văn Thành cũng xa thủ. Đâu rồi Nguyên Trang ơi? Ăn nữa mệt ghê vậy đó. Dạ dạ mời bàn tay quý vị ạ à, có thể hiểu sao về câu giải thích của Thượng Tọa Pháp Thanh về bài học ngày hôm nay cũng như cái câu hỏi của Kim Nhung. Dạ vị nào có thể tay xinh đẹp của mình lên không? Dạ còn không có thấy bàn tay cái vị nào. Dạ sư dùng nước để bạch sư cho con hỏi một câu. Lúc nãy con đọc cái bài này thì con cứ mường tượng như là không biết con có lầm không. Dạ tại vì cái bài số 9 nó cũng giống giống vậy. Dạ nó cũng giống giống vậy. Rồi bài số 10 và nói tới cái câu mà ở đời chớ làm ác, chú ý từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh, không lợi ích. Thì con cứ mượn tượng con cứ biết có lầm không? Tại vì nhiều khi cái trang web cũng lầm, rồi nhiều khi con bớt qua bớt lợi con cũng lầm. Nhưng mà tới khi con nghe sư giảng thì con hiểu ra một chuyện là giống như cái bài số 9 là cô này là còn người đời, cô con gái của Bách Trinh Á này đã là thiên giới rồi, có phải gì không bạch sư? Dạ mà do cô làm ba thiện nghiệp này thân khẩu ý từ bỏ mọi thứ dục, chánh niệm tâm tỉnh giác, không khổ hạnh ép sát, tức là cũng không có hưởng dục năm trần nhiều, mà cũng không có khổ hạnh ép sát, mà chỉ là chánh niệm và tỉnh giác. Và con xin sư giảng thêm về cái câu con thắc mắc là có phải do cái vị này trừ bỏ được ba cái thân khẩu ý mà để hưởng dục và chánh niệm thì được sanh vào thiên giới không? Và con cung kính Ngài chỉ dạy thêm cho con hiểu thêm bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy nha. Con kính dâng bích đến sư. Dạ. Kính đảnh lễ chư công đức trưởng lão, chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Thì hồi nãy sư có nhắc lại để quý vị thấy rằng có cái sự liên hệ giữa cái đoạn trước và đoạn sau. Cái đoạn thứ 9 là cái vị thiên nữ này nói rằng có những chúng sanh khi mà biết được những cái lời dạy quý báu tốt đẹp của Đức Phật thực hành theo thì sẽ đem đến an vui
Còn những chúng sanh do vô minh tà kiến có những cái lời mà chê trách phỉ báng, không thực hành theo thì sẽ đem đến cái khổ đau. Là cái ý của đoạn trước. Cái đoạn này đó thì cô ta mới nói lên cái sự thực hành của mình, đúng rồi đó. Thực hành nhờ có sự thực hành thanh lọc, từ bỏ các cái bất thiện pháp để có thân khẩu ý tốt đẹp, rồi từ bỏ sự nhiễm đắm thụ hưởng các dục, mà muốn thực hành thanh lọc thân khẩu ý, muốn diệt trừ các cái ô nhiễm bám níu chấp thủ của nội tâm thì sao? Mà không có sự chánh niệm tỉnh giác và có trí tuệ hiểu biết rồi thì chúng ta sẽ không có thực hành những cái phương pháp mà nó không có lợi ích đó. Thành ra đó, cái điểm quan trọng ở đây là cái gì? Là mình thực hành nhờ có thực hành ghi nhận đối tượng, hiểu biết đối tượng cách rõ ràng đầy đủ thì sao? Đây chính là cái phương pháp để thanh lọc các cái ô nhiễm. Nhờ có cái thanh lọc, diệt trừ những cái ô nhiễm thì sao? Sẽ có một cái đời sống hiện tại an vui và nhờ sự nỗ lực này đó mà cô ta đã thành tựu, đã đi đến cảnh giới chư thiên. Thành ra đó là cô ta đến để tán thán cái phương pháp, cái lời dạy của Đức Phật. Rồi cô ta nói lên cái công hạnh nhờ cái sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật, sống với trí tuệ hiểu biết rõ ràng, không còn lầm lẫn, không còn tạp, mà cô ta đã đi đến cảnh giới chư thiên, có một cái đời sống an vui tốt đẹp. Thì cái gì? Cái sự thực hành đó là nhân, do cái nỗ lực sống với trí tuệ hay biết rõ ràng mỗi 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 một cái diễn trình gì nó đang xảy ra. Cho nên thanh lọc tam nghiệp, rồi nhờ đó mà loại trừ, hạn chế các cái thụ hưởng dục lạc và từ bỏ những cái phương pháp không có đem đến cái lợi ích, mà cô ta đạt được cái thành quả đó. Thành ra là cái ý trong cái đoạn này nó là như vậy. Và sư cũng xin nhắc lại và nói lại để cô Nhật Quỳnh cũng như tất cả quý vị nắm được cái ý của cái đoạn kinh. Chúc cô Nhật Quỳnh nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực phục vụ Tam Bảo, tạo được nhiều phước báo trong đời sống hiện tại, tăng trưởng trí tuệ. Những kiếp sống tương lai thì sẽ là những cái tính nữ mà giỏi giang để hộ pháp và hành pháp cho chính bản thân mình. Nam mô Bụt Thầy giá. Nhiều sư đã giảng dạy cái thắc mắc của con. Nam mô Bụt Thầy giá, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm Vượng Quang Năm Giao Đạo Tràng.
Dạ sư có nghe âm thanh của con không bạch sư? Chúng ta thanh tâm có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Kim Nhung ngồi trước máy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ, cảm ơn Quỳnh Nhất Hà. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh thấy có Quỳnh ở trước máy rồi. Quỳnh có thể đưa bàn tay của mình, mạnh mẽ của mình lên không? Dạ, cảm ơn đạo tràng. Cảm ơn Quang. Một là... Quỳnh Giang Nhật Hà, hai là Quỳnh Quang. Ở trong này như Quỳnh biết được hai vị này là Nam Tử Hán. Bây giờ vị nào đưa bàn tay lên, hiểu biết sao cái bài học của sư giảng không, chia sẻ cho đạo tràng hoặc có câu hỏi với sư, đặng cho Nhật Quỳnh được học không. Hai vị đánh tù tì đi. Vị nào đưa bàn tay lên trước nè. Quỳnh Quang đã nhảy xuống xe đạp chưa? Quỳnh Quang đã nhảy xuống xe đạp chưa? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, kính chào nước mắt qua con tim. Rồi, vậy là có thể cầm mic được rồi phải không? Rồi. Dạ, mời anh Quang kìa. Anh Quang đưa bàn tay mạnh mẽ lên. Mời anh Quang. Dạ bạch sư, con kính chào, con xin đảnh lễ chư đại đức tăng và kính, con kính chào toàn đạo tràng. Dạ con hỏi một cái câu hỏi nó hơi ngoài đề chút, nhưng với lại cái bài giảng của sư hôm nay đó, thưa bạch sư. Con mới nghe được một cái bài pháp thì con thấy là trở lại cái thời kỳ mà mới đây là thành bà lễ tam hợp đó, thưa bạch sư. Thì con có nghe một bài pháp và nói là khi mà hoàng hậu Maya băng hà thì bà được tái sanh lên cung trời Đau Sức Tushita, nhưng mà là một vị thiên nữ chứ không phải là một vị thiên nam, nhưng mà do bà trang điểm thành thử, bởi vậy thành thử là thành là một vị thiên nam, nên không có ai biết là bà là một vị thiên nam hết. Thì con xin bạch sư là sẽ nhắc lại giùm con có phải là có đúng như vậy hay không, thì con xin gửi mic lại cho sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Chúng ta dựa theo kinh sách mà nói, những cái điều này là nó nằm ở ở trong kinh sách. Chứ bây giờ á, chú Quang mà hỏi sư cái câu này á, thật sự ra thì sư mà nếu mà giải thích thì cũng giải thích theo kinh sách thôi. Chứ bây giờ mình biết là mình có ở cõi Đâu Xuất không, rồi biết cái gì, những cái vị chư thiên nó như thế nào đâu mà mình nói. Thật ra có nhiều khi ở ngoài thế gian ta nói sao không, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Rồi ra đó, có những cái chúng ta chỉ dựa trên kinh điển, dựa trên những cái ghi chép hay là những cái phần chú giải của các bậc trưởng lão mà nói. Bây giờ có cái cõi trời, ví dụ như trên cái cõi trời, ở những cái cõi trời dục giới, dục giới thì vì còn những cái tham dục, những cái tham dục của những cái vị chư thiên này nó còn nhiều, cho nên là nó còn phân biệt nam nữ. Nhưng mà đến cái cõi trời mà sắc giới rồi đó, là cái những cái tham dục này nó yếu rồi. Rồi đến mà cái cõi trời mà vô sắc á, thì cái sắc nó không còn, thì lấy đâu mà phân biệt nam nữ.
là chỉ còn cái tâm thôi hả. Cho nên á là cũng dựa theo những cái đó mà để mà các vị các ngài giảng giải ha. Chứ còn bây giờ mình cái gì mình chưa thấu đáo, chưa tường tận thì mình không dám nói ha. À, thành ra là chú cũng cũng thông cảm. À, chờ thời gian nữa sư ráng sư nỗ lực tu tập ha. À, nếu mà có thần thông mà đi lên tới cõi đâu xuất quan sát cái các cái gì đó vậy, sư mới dám trả lại cái câu hỏi của chú Quang. Thế rồi bây giờ thì thôi, bây giờ mình tạm thời à mình chấp nhận những cái gì đó, tại vì những cái này nó cũng không có tác động lớn lao gì đến cái sự thực hành của mình. À bây giờ mình cứ y cứ theo theo kinh điển đi, tại vì các cái vị giảng sư các ngài thì cũng y cứ ở trên kinh điển, rồi theo cái chú giải các ngài cũng nói lên những cái điều đó. Và bây giờ nếu mà sư giải thích thì cũng vậy thôi, sư đâu dám nói khác hơn. Rồi bản thân sư thì cũng chưa có kinh nghiệm về cái đời sống của những cái vị lên cõi đông xuất nữa. Thành ra bây giờ chúng ta tạm thời cứ y cứ theo trên đó. Những cái nào là quan trọng thì mình chú ý vào cái đó, nắm vững cái cốt lõi. Còn những cái mà nó có vẻ quyền hoặc thì thôi mình cho qua. Chứ còn bây giờ mình tìm hiểu mà cặn kẽ đó nó không có đem đến cái lợi ích gì. Ví dụ như bây giờ là người ta tìm hiểu cái vực sâu nhất ở trên cái quả đất này, ta đi leo lên tới trên cái đỉnh mà cao nhất là Himalaya, thì á sự thật ra chúng ta tìm hiểu những cái này nó không có đem đến cái lợi ích gì hết. Nhưng mà sao? Do cái tâm ngã mạn. Tôi đã biết cái vực sâu nhất của Thái Bình Dương. Tôi đã lên tới đỉnh Himalaya. Thì mình biết những cái này, mình leo dùng sức lực mình lên tới trên cặm cờ ở trên cái đỉnh Himalaya để làm gì? Để chứng tỏ cái tôi. Đó. Mà chính vì có chứng tỏ cái tôi mà khổ, biết bao nhiêu người chưa lên tới đỉnh Himalaya đã bỏ xác thân ở dọc đường rồi. Những người mà tìm cái vực sâu ở dưới Thái Bình Dương chưa xuống đến thì đã bị những cái sức ép rất là mạnh mẽ của nước nó làm cho mất mạng này. Thành ra đó Đức Phật mới nói chúng ta cần phải tìm hiểu những cái gì nó lợi ích thiết thực trong đời sống, thiết thực trong sự tu tập, còn những cái gì mà nó bên ngoài thì chúng ta nên bỏ qua. Thì quý Đức Phật có lấy cái ví dụ cái hình ảnh của một cái người bị thương, một cái người này bị một cái mũi tên bắn, ông thầy thuốc lại ông tính rút cái mũi tên ra, ông nhổ mũi tên ra, ông đắp thuốc, thì cái người này không chịu. Bây giờ trước khi mà ông nhổ cái mũi tên ra, ông phải cho tôi biết cái mũi tên này từ đâu bắn tới. Cái người bắn mũi tên này giai cấp nào, cái mũi tên này làm bằng cái chất liệu gì,
À, rồi cái thuốc ông đắp tôi là cái thuốc gì? Ông phải cho tôi biết hết rõ ràng thì tôi mới chịu đắp thuốc. Thì cái người mà bị thương đó sẽ chết trước khi mà được cứu. À, cho nên á là có những điều thì thôi. À, nó là cành lá, à, hoa trái gì đó, thôi mình bỏ qua, mình nắm cái cốt lõi, cái tinh túy, cái chân đế, à, để mình thực hành. Chả không sao. Cái này thì cái giờ này là quý vị có quyền hỏi những cái điều mà mình thắc mắc. À, mặc dù có những cái gì nó không có dính trong cái bài học, nhưng mà ở đây để gì, để mình cũng học hỏi, để mình diệt trừ những cái hoài nghi. À, cái hoài nghi thì chúng ta là vô số, vô số, thì mình bỏ được cái nào tốt cái đó, chứ để mà mình không có nói lên á, mà không có nói ra để mà mình giải đáp á, thì cái sự hoài nghi mình nó càng lúc nó càng chồng chất nhiều hơn. À, cho nên á là nhớ lời Đức Phật dạy, à, bây giờ cái pháp mà Đức Thế Tôn giác ngộ nó mênh mông, tại vì trải qua 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó, ngài học hỏi cái pháp nó rất là nhiều, nhưng mà ngài chỉ giảng dạy những cái pháp nào nó đem đến cái sự giải thoát, nó giảm thiểu sân, giảm thiểu si, giảm thiểu tham, diệt trừ những cái phiền não, thì đưa đến cái con đường đoạn trừ tất cả các lậu hoặc phiền não, đưa đến sự giải thoát, thì ngài giảng. Còn mấy cái pháp của thế gian, pháp hiện thế thì nó rất là nhiều, trùng 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 trùng, thành ra chúng ta chỉ cố gắng, tại vì thời gian rồi tuổi thọ, sức khỏe, trí tuệ của chúng ta không có nhiều. Bây giờ mình đi vào chiều sâu cốt lõi của chân đế thì để mình nỗ lực mình tu tập, thì cái đó là cái điều hết sức là cẩn trọng thiết yếu. Chúc chú Quang nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực tu tập. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú đảnh thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân câu trả lời của Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ, con xin cảm hối với đạo tràng ở bên câu nó báo bảo hoài nha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thấy bây giờ trong đạo tràng còn vị nào không? Còn vị nào có câu hỏi không? Cứ vào dục định phải không? Đúng rồi. Vậy nào còn câu hỏi không? Rất là cảm ơn ha. Câu hỏi của Hoàng để cứu bầu Nhật Quỳnh, chứ không thì Nhật Quỳnh bị mít của chùa Ngọc Đạt á, nó có mũ nhiều quá. Dạ. Rồi mời mời Quỳnh qua eo ăn Nhật Hà nha. Dạ, Nam mô Buddha giá, Nam mô Dhamma giá, Nam mô Sangha giá. Con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Pháp Thanh và quý tăng ni cùng toàn thể đạo tràng ạ. Ồ, dạ nghe rồi. Dạ, con có câu hỏi như thế này. Lúc nãy có một đoạn là sư như là hơn giống kính hiển vi đừng coi những cái mẫu thí nghiệm cho nó được rõ hơn đó,
thì mình thế nào mình nhìn mình phải cần cái bầu tối mình mới thấy được cái những cái sáng được. Dạ thì con không biết sư có thể giảng giảng cho con rõ hơn về cái khía cạnh. Như vậy đó cho sư. Có nghe được âm thanh của Huynh Giang Nhất Hà rõ không? Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Huynh không? Có nghe được âm thanh Nhật Huynh không? Không biết sao Nhật Huynh thấy Huynh nghe rất là nghe được Nhật Huynh. Dạ, nghe Nhật Huynh không có hiểu được cái câu hỏi của Huynh. Dạ, Huynh có thể cầm mic hỏi lại không? Dạ, Nhật Quỳnh nghĩ là chắc sư cũng không nghe được. Dạ, đạo tràng có nghe giống Nhật Quỳnh không hay là do đường nét bên Nhật Quỳnh á? Nhật Quỳnh không có nghe được Quỳnh nói rõ ràng, hỏi câu hỏi rõ ràng. Dạ, kính mời Quỳnh nha. Dạ, Quỳnh cầm mic hỏi lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thammayá, Nam Mô Sangkhayá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Pháp Thanh và quý Tăng Ni cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con có câu hỏi như thế này. Lúc nãy Sư có giảng một cái ví dụ về giống như trong cuộc sống nhiều khi mình cần ánh sáng để mình nhìn thấy những cái vật nó rõ hơn. Giống như là trong cái phòng thí nghiệm á, mình phải dùng những cái đèn hay cái kính hiển vi để mình thấy những cái mẫu thí nghiệm cho nó được rõ hơn. Thì theo con nghĩ á, nếu mà như có những cái chuyện về cái mặt khác á, là giống như là mình phải cần cái bóng tối để mình nhìn những cái vật sáng nó rõ hơn. Giống như là ban đêm mình phải đi ra ngoài, mình có thể mình nhìn thấy những cái ngôi sao, mình phải cần cái bầu trời thật là tối để mình mới thấy được những cái ánh sáng nó càng sáng thêm như vậy đó. Thì con không biết cái khía cạnh đó thì cái ví dụ như thế nào để con hiểu cho nó được rõ hơn đó. Dạ con xin sư giảng rõ hơn cho con hiểu à. Dạ con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì nó có hai cách để mà mình thấy rõ được cái đối tượng. Những cái vị mà thực hành mà thiền định á, thì người ta giác áp, người ta tập trung tối đa vô cái đối tượng mà người ta đang niệm mà thôi. Lúc đó người ta không để ý gì tất cả những cái đối tượng khác. Thì giống như là mình tắt hết đèn, mình rọi vô có chăm 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 vô có một chỗ đó thôi, hay là giống như chú nói là cái bầu trời tối đen chỉ có những cái ánh sao nó sáng tỏ lấp lánh mà thôi. Đó. Còn cái vị hành giả thực hành thiền tuệ á thì không cần. Bây giờ những cái người đó mà muốn thấy được những cái mẫu vật, những cái đối tượng để mà người ta cần phải quan sát, đâu phải cần phải tắt đèn hết trong cái phòng, đúng không?
Nhưng người ta tập trung ánh sáng thật mạnh cái đối tượng người ta cần thấy. À, cái điểm đó là cái điểm khác biệt giữa giữa sự thực hành thiền định và thiền tuệ. Tức là sao? Chúng ta ghi nhận cả những cái đối tượng, bất cứ đối tượng nào nó đang diễn ra trong các căn, nhưng mình chú tâm vào cái đối tượng mà rõ nhất, mạnh nhất. À, quý vị đang chú tâm vào cái chuyển động của hơi thở, nhưng mà bỗng nhiên ngoài nó có cái tiếng còi xe, rồi hay là hoặc là tiếng sấm nổ, thì lúc này đó mình đang quan sát, nhưng mà cái đối tượng là âm thanh nó nổi trội hơn, nó vượt trội hơn là cái chuyển động hơi thở, thì mình chúng tập trung chú ý vào cái đối tượng này. Đối tượng nào mạnh nhất ngay sát na đó, ngay thời điểm đó mình quan sát. Thành ra đó cái trí tuệ mình á, nó vẫn giống như cái đèn ở trong phòng, nó vẫn sáng. Nhưng mà cái đối tượng mà mình chú tâm vào quan sát là mình thấy rõ nhất. Chứ không phải cần phải tắt hết đèn như như cái vị hành giả mà thực hành thiền định. Thành ra cái điểm nó khác biệt nhau như vậy á, cho nên á là khi mà cái vị hành giả thực hành thiền tuệ là luôn 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 hay biết, luôn luôn ghi nhận tất cả các đối tượng nó xảy ra trong các căn, trong ngũ uẩn, cho riêng về một đối tượng nào mà như thiền định, bất cứ đối tượng nào, đối tượng nào nó hiện khởi trong ngay sát na đó, ngay gì đó mạnh mẽ nhất mình quan sát. Cái trí tuệ mình giống như ngọn đèn, chánh niệm tỉnh giác nó chú vô cái đối tượng mạnh nhất, rồi chuyển đổi, chứ không phải là chỉ ghi nhận một đối tượng thôi. Cho nên á, chính vì khi mà cái trí tuệ, cái chánh niệm tỉnh giác mình á, nó theo dõi, nó thấy các đối tượng tất cả luôn luôn là mới, thay đổi không ngừng, sanh diệt không ngừng, để mình mới thấy rõ được tam tướng, để mình không còn bám níu vào một cái đối tượng nào hết. Đó là hai cái nhìn khác nhau giữa thiền định, thiền tệ, cái sự ghi nhận của mỗi cái thiền nó cũng khác nhau. Cho nên là khi mà cái vị hành giả thiền định á, nhờ có gián áp trên đối tượng, các cái chi thiền nó phát sanh, tạm thời đè nén các cái phiền não. Còn cái vị mà thực hành thiền tuệ á, thì ghi nhận tất cả các đối tượng để thấy rõ định lực của tam tướng là vô thường và vô ngã. Từ đó mà những cái tệ giác này sẽ sát tuyệt được phiền não. Chà, xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cận Sĩ Nam. Chúc chú nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ bây giờ thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối. Sau đó sư xin cúc thúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay với phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang. Kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe, an vui, thực hành được nhiều lợi ích những thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chư thiên
ở các chùa cũng như chư thiên nơi tư gia của quý vị, hoan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng đông đông thành kính lãnh lễ sư đã tận tình giảng dạy những câu hỏi cũng như bài giảng ngày hôm nay để chúng con được hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Dạ, ngày mai vào sớm một chút nha, nước mắt và con tim. Dạ, tại room 6:30 ở Việt Nam là đóng cửa. Dạ, Nhật Bình kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng ba đập hẳn sum và ruột tam ăn buộc thể giờ khá lý tổ đô sơ buộc thơ làm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thậm mạnh cho đức quý thần và răng thậm mê dơ khá lý tổ đô sơ thậm mô thậm mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành các tội lỗi mà con đã có ý phạm đến pháp bảo cúi sinh pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cho đức quý thọ tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô cả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh thường tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cái đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính nhân Bích Đánh Sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Ra Giá. Và xin thay mặt chư tăng phúc chúc đến đạo tràng trong buổi sinh hoạt hôm nay để kết thúc. Phật quả tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà bù tha nu pha huê nê sơ đa sơ thi Phật quả tu tê Phật quả tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà thăm ma nu pha huê nê sơ đa sơ thi Phật quả tu tê Phật quả tu sắp bà măng gà lăng rắc hành tu sắp bà đê vô ta sắp bà sang kha nu pha huê nê sơ đa sơ thi Phật quả tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì định người do nhờ quay đất của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả phải, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Sao tới giờ này Nhật Quỳnh té đùng đùng quý vị ơi. Dạ, con xin được mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng. Dạ, cảm ơn. Quang nhiều, Nhật Quỳnh té một cái đùng chán dáng mặt ngoài rồi. Dạ. Dặn kinh chí cứ lắc. Dặn kinh chí cứ sa la cầm măng cất tập băng ký đi dặn mà cả dê nào quả cha mana sa ti đã sẽ sư ga tăng cả tăng dê
sa ta san nhìn đâu a thì dê cả sa ta san nhìn đâu cá tăng buồn nhà phà lăng mày hàng sa bê phà ghi phà quan từ tê dê tăng cá tăng sức quý đi tăng điện năng buồn nhà phà lăng mày dạ dê cả ta ta na cha năn ti đê qua gần tờ thì dễ đã dâm sa bê lo cầm thì dê sa ta chi quan đa đã hê tụ ca mắm muốn năng phô cha năng sa bê là phàn tụ mầm a chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta và chữ thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới cả một bịch thai giá dạ đào tràng có nghe lại âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn chị Meta. Do vận quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong ngày hôm nay, chúng con thành tâm dâng đến tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới sa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức pháp thể khinh nan, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni ba na sát bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân ni ba na sát bát cha vô hồ túc. Ý đăng quân nhân ni ba na sát bát cha vô hồ túc. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Quý ngài đã quan lâm vào rung, chứng minh cũng như dặn dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con xin phép được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh châu báu.
Sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa room. Kính chào tạm biệt đạo tràng và cảm ơn đạo tràng rất là nhiều. Tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, mong cởi lòng quan hỷ thành kinh nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đem ngày hồi hương phước lành đến chư thiên. Những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được, với Như Lai thiện thể do vậy chính đức Phật là châu bao thù diệu. Một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, phàm bân tử tôi thường ly dục diệt phiền não, phần Thích Ca Mâu Ni chính pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chánh pháp là châu thù diệu. Mong với trong ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định, chứng hiện tại lạc trú đức hằng ngợi khen không gì so sánh được, do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam vì bốn đôi là những bậc ứng cung, đệ tử đăng thiền thệ được y giả tan tan cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành hạnh phúc, bằng tu hành tiểu dục quy y duy kiên trì, khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc chú quả tịnh tịnh, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, như cột trụ đa kheo chôn chẳng xuống đông, dầu bốn hướng cuộn phong cũng không thể lay động, ta tôi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất đồng, trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bằng thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng Gô Ta Ma, theo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp, do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu. Ông với ngày hạnh cung bầu đà quật vô hộ tâm pháp lỗi bằng thân là dâu được xưng danh hiền thánh ban bố ban